Hello cả nhà, em lên một con đồng hồ của Ý nha, Diesel, đó, size 49, size rất là to luôn, 49 chưa núm nha, cỡ núm cỡ 53 đó, đó nguyên rin từ A đến Z luôn, khóa rin, núm rin, dây rin luôn, đó, này mình về khay dây da hoặc dây dù vô cũng bao đẹp luôn nha, đó đẹp keng luôn, chính nguyên rin chính hãng, chạy 6 kim, có dạ quang nha, dạ quang là 3 kim. Đó, chạy full 6 kim đem test kim nha. Nó có một ô lịch gấp 3 giờ, đó, nguyên khối khép đúc nha. Rất là đầm tay, bự. Này hộp tay to đổ lên mang rất là đẹp luôn. Đó, kim cọc vàng hồng. Đây dạ quang đây, rồi em mời cả nhà nha.